game today. Ok, hello, chào anh em. Hôm nay mình sẽ review cái bàn cờ mà mình đã mốt lại từ cái bàn cờ mặc định. Cái bàn cờ này là cái bàn cờ mà trong cái thời gian sắp tới mình sẽ xin tặng tất cả các anh em trong hội siêu cấp vô địch. Chúng ta đến với cả phần sảnh với đồ họa được nâng cấp. Ở phía trong game, bàn cờ thường mặc định nó là một cái bàn cờ thường và không có gì đặc biệt, khá là xấu. Nhưng mà sau khi mình mốt lại thì nó đã trở thành một cái bàn cờ truyền thuyết với ánh sáng rất đẹp. Toàn bộ phần texture đã được thay bằng cái chất lượng là 4K. Thêm các hiệu ứng ánh sáng được tăng cường làm cho cái map trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Cái mốt này mình làm thì cái chất lượng đồ họa nó đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà cái độ luột ở trong game mượt mà, chơi rất là mượt mà không bị giật lag. Và trong thời gian sắp tới, cái mod này thì mình sẽ tặng cho tất cả các anh em đăng ký kênh Game Today cũng như là ở trong hội siêu cấp vô địch của Tuấn Cơm. Link tải mod sẽ có sớm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.